trên trời này run lắm các em ạ. Đó, vẫn chưa bắt đầu sợ được em ạ. Bởi vì nó còn rất ít ra mưa. Mình có đồ chơi mới mà không biết chút gì ra gì vậy. Em ơi, bên chị có một món đồ chơi mới đấy. Đồ chơi này rất là hay em nhận đây nè. Hám răng cho cá sấu đấy. Ở những chiếc răng của cá sấu này có những điều rất là kỳ diệu các em ạ. Hôm nay chị mua và để dùng bằng sushi dây chơi, chưa thấy bạn ấy đâu ấy. Chơi thử cho các em nhé. Chơi này rất là hay ho các em ạ. Nó cũng là một trò hên xui luôn. Không may mà chị ấn vào một cái răng nào của bạn ấy á, bạn ấy có thể cắn chị luôn. Chị cắn gần hết rồi em ơi. Rất là giật mình các em ạ. Trò chơi này làm cho mình vô cùng giật mình luôn. Sao nay sushi lâu thế nhở? Chị đã mang đồ chơi, mang cả đồ ăn đến luôn. Mà mãi không thấy bạn ấy đâu cả. Sushi ơi! Sushi ơi! Em lâu thế? Em vừa đi đi chơi đi. Đi đấy, hẹn ra đây chơi với chị rồi mà lại còn đi linh tinh nữa. Đây 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 đây. Hôm nay chị có một trò chơi hay lắm nha. Bỏ ra ra, bỏ ra ra. Bán ạ? Sao lưu sushi có cái gì nhỉ? Sushi thì rất thích ăn, chắc chắn là có đồ ăn. Ơ, không đặng chị ạ? Cảm ơn những em ơi, đây sushi đặng chị có hoa đấy. Thôi được rồi, sẽ đến muộn cũng không sao cả. Chú ơi, hôm nay chị có đồ chơi này. Em thích không? Hai chị mình sẽ cùng nhau chơi được không? Dạ, em một cái con, chị một cái tắc. Ơ, chắc biết trò này rồi ạ? Thế ạ? Thưa đây, đây nhá, bây giờ em xem được đây một lần rồi. Để em từ từ, bây giờ chúng ta phải có luật chơi chứ. Chị với bạn sushi chơi, ai mà ấn vào cái răng của con cá sấu mà bị bập, người đấy sẽ thua cuộc, đúng không? Được. Được nhá, anh muốn chúng mình cùng nhau chơi nhá. Chị với bạn sushi sẽ chơi mấy ván nhỉ? 3 ván đi. Em đừng mắc thôi. Thế, ai thắng sẽ được hết chỗ kẹo này, được không? Yeah, em ấn được đúng không? Bây giờ đến lượt chị. Rồi, chú ấn đi đến lượt chú. Sợ đấy. Ui, sợ hết rồi đấy. Trò này run lắm các em ạ. Vẫn chưa bắt đầu sợ được em ạ. Bởi vì nó còn rất ít răng luôn. Các em ơi, mặc dù chúng ta thua. Ủa, em ơi, cảm giác thế nào? Chơi một lần nữa nhé. Các em ơi, sau khi bị bập như thế nó rất là giật mình ấy, nên bạn sư của chúng ta hơi bị ấy. Vì chị thử trước không ạ? Để đến lượt chị nhé. Hồi hộp lắm các em ạ. Nào bạn sư, chị, chị. Bạn sư. Nào, sư của mình ạ. Trò này rất là hồi hộp ạ. Sư ơi, cố lên, trốn lên. Sư của chúng ta đang nhát à. Răng hạp nó cắn thêm nướng răng hạp nữa. Cắn xuống như là răng hạp ở đây. Nó cắn đấy. Đó. Em sợ lắm. Đấy, còn răng trước, còn răng trước. Răng đằng trước, răng đằng trước đấy. Còn mấy cái răng nhỉ? Đấy, đúng không? Ôi, sao hết cả mình được em ạ? Ôi, chị nhảy cẳng đằng người lên luôn đấy. Trời ơi, bốc một dần mình luôn. Bạn là nhỏ. Hóa ra là đúng răng hạp gì đấy. Cái răng hạp nhưng không phải đâu ạ. Ôi, nhưng mà mới có hai lần mà. Chị ơi. Rồi, ok. Nào, bây giờ chơi lần nữa, lần thứ 3. Nào. Chị. Bây giờ là lần thứ 3, lần cuối cùng quyết định. Bởi vì vừa rồi chị với bạn Suzy hai người đều đã bị thua một lần rồi đúng không? Ôi, sao lại chị đen đấy. Mới chơi lần đầu tiên thôi mà chị đã bị nó cắn luôn rồi các em ạ. Vậy là số kẹo này của bạn Suzy hết rồi. Đấy, các em thấy không? Chị thấy là bạn Suzy chia cho chị ngay. Lần đầu ấy chị là chơi cắn tất cả răng của bạn cá sấu luôn. Lần thứ hai thì chị đã bị cắn bởi vì một chiếc răng lanh này đúng không? Và đến lần thứ ba các em ạ, thì trời ơi, chính cái chiếc răng cửa này nó đã cắn sẽ phải không? Không phải luôn em ạ, bởi vì trò này nó rất là hên xui, nó sẽ chơi như kiểu nó sẽ quay vòng ấy, nên là khi mà mình ấn bất kỳ nó có thể bị đấy. Đây này, nhưng bây giờ chị ấn cái răng cửa đấy thì nó không có này. Lại bị rồi các em ạ. Cho nên là trò chơi này rất là thú vị nhá. Em ơi, các em mua về chơi thử đi, thích cực. Chị bạn sushi chơi rất là thích luôn các em ạ. Đây là một bạn cá sấu đấy, chúng ta sẽ cùng nhau cắm răng cho cá sấu nhé. Chị ơi. Ơi. Chị nghe chị ba cái em
không ạ? MC của chúng ta vẫn cứ chia sẻ là dù chị có thua nhưng bạn ấy vẫn cho chị 3 cái và bạn 3 cái. Thôi bây giờ chúng mình cùng nhau chào các bạn đi về đi. Xin chào tất cả các bạn. Chào tạm biệt các em ơi, mua cá sấu về chơi thử.